Yo yo hello nha, chào người nha, chào mừng quay trở lại với channel mình là từ từ đường phố đây, giúp mọi người nha. Xin chào tất cả anh em một game hài tạo đại chiến nha, lại là mình đây từ từ đường phố đây, rất vui các bạn ạ. Ok, quay lại clip hôm nay thì trước khi bắt đầu video chúc anh em xem video vẻ nha, đừng quên like và share nha, đăng ký kênh nha, đăng ký bước phải mình chưa mời rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta đến với con lạc chính của mình, với lại thì sẽ chính thức quay với nó luôn. Đó. Thì sau hơn một ngày suy nghĩ anh em thì hôm nay mình quyết định rồi, hôm nay thì sẽ bằng mọi giá và cố gắng để cháu Moria anh em, hôm nay để Moria đi. Thật sự là mình cũng đang hơi phân vân, không biết là nên để Moria hay là Marco anh em. Đấy. Đang hơi phân vân, không biết là đẩy cháu nào lên 12 sao các bạn. Marco giờ cũng ấy, nhưng mà Moria hiện giờ vẫn đang ngon hơn anh em. Moria rồi đẩy, nghĩ mình đẩy Moria trước, còn Marco sau. Marco đẩy sau đi anh em. Ok, đầu tiên thì nhận có quà nhá. Bên game nó mới gửi quà này, đây quà Luffy, đưa Luffy nó anh em. Bên game hôm qua nó mới tổng kết, nó gửi quà qua. Cái này hôm qua mình quay và hôm qua mình có quay 100 cốc bia vàng anh em. Đây, qua có làm 100 cốc bia vàng được ít quà, chưa nhận, giờ nhận đồng thể. Đây, đầu tiên là thưởng thách đấu thì mình đạt hạng 3 anh em. Hôm qua không để ý, tưởng nó phát ngày tới, hôm qua nó phát luôn rồi. Mới thấy hôm qua vào đánh anh em, nên là chỉ được hạng 3 rồi. Một món này. Cái này thì hạng 7 luôn ạ. Ui, cay, bữa đánh lên hạng 2 xong rồi bị ấy. Quà phát cứng anh em nhận chưa? Đây, quà phát cứng bên game nó đã gửi này. Mình thấy quà quà phát cứng này nói chung là cũng được, nó gửi cho quà quà phát cứng nói chung là ngon anh em, quà phát cứng là ngon. Ok, ở video ngày hôm nay thì chúng ta mình sẽ tặng quà cho anh em mấy cốt mới nhá. Đầu tiên thì chúng ta làm cái quả core mới đó các bạn nhá, hôm nay thì đúng là core mới đó này. Đây, hôm nay là core 30112020 nhá, đây là cốt mới nha các bạn nhá, cốt tuần mới á. Đó, anh em tranh thủ nhập luôn ạ. Tí trong video mình hôm nay mình sẽ tặng các bạn 5 cốt luôn. Anh em nào hứng thú thì xem tí nhận nha. Đây, cốt tuần mới anh em, nói chung là cũng được. Nói chung là gửi qua rồi, ngon lành. Tiếp theo ở tổng bộ mình có một nhiệm vụ 7 sao, tặng luôn đi. Đó, thế là xong anh em, hốt nốt kim cương luôn ạ. Đấy, ăn full luôn sự kiện hốt nốt kim cương các bạn. Đấy, được 10 thùng bia này. Đấy, ngon lành anh em. Trời ơi, hôm nay thì cố gắng để mạnh cho cháu Moria thôi. Này chỉ chung cho Moria anh em. Giờ đi vào một tướng đó. Ô, có được 15 cái này rồi, 19 thùng bia kìa. Nãy mình vừa đập 9 thùng nhá, nãy vừa phang mất 9 thùng bia. Cày quá, thiếu đồ anh em, thiếu cái để lâng. Thế mình vào mình phang tí xem có đủ không, và cuối cùng lại cũng không đủ anh em. Cay thật sự ạ. Giờ chúng ta có 2 lần mở được tướng hiếm. Ui, không ra, cay thế nhờ. Ô, có ba cái này này, dùng luôn đi. Đâu ra được dòng nhanh nhẹn đang cần của anh em. Ô, ra dòng nhanh nhẹn luôn kìa. Dòng nhanh nhẹn đang cần các bạn. Rồi, tiếp theo mình đang cần một vài tướng. Đây rồi, một tướng. Mình đang băn khoăn một vấn đề các bạn. Bây giờ bỏ form của cháu Lào nó quan trọng. À, mình đang bị vướng form anh em. Cay lắm, nói chung là cay lắm các bạn. Cay cú thật sự ạ. Đây cho anh em xem qua. Bây giờ thì ở dòng không mình thì mình vẫn phải hy sinh Ace rồi anh em. Hôm nay hy sinh Ace rồi, mình không hy sinh Moria nhá. Moria mình đang vào tí mình cũng nuôi lên luôn để đẩy bắt đầu cho đi ả rồi anh em. Đây thì mình vừa mới đủ phút thôi. Đây này, vừa đủ phút này các bạn. Bây giờ mà phá ra là mất phút ạ. Đấy, bây giờ phá ra là mất phút này luôn. Bây giờ một lâng cháu này lên thì nó đỡ tốn hơn, chứ lâng bây giờ lâng Ace lên thì nó sẽ tốn nhiều phút hơn các bạn. Đấy, bây giờ lưng Ace thì mất, bây giờ đã mất hai tướng Ace rồi, và một lần nữa mất thêm hai tướng nữa anh em, khá là tốn. Nói chung là cay cú các bạn, không làm gì được, cay cú mà không làm gì được. Ô, có 500 thuốc hoán đổi này. Thôi đằng nào cũng sự kiện này, sự kiện hình như ác này ăn chưa mộ đặc biệt hai lần hai này, còn lần hai đúng không? Thế thì chơi luôn anh em, tạm thời thì cứ chiêu mộ đi, từ đến đâu hay đến đấy nhá. 19 lần này, 10 phát nào. Uầy. Ô. Làm vậy với nhau chứ. Lên nổ cho một phát nào bạn ơi. Ui, không nổ luôn anh em. Không nổ luôn ạ. Cửa hàng mua thêm 200. Mua thêm thùng bia nữa ra phang phát con nào anh em. Cay cú thật sự ạ. Không nổ cho luôn à. Quyết tâm là không nổ anh em. Nó quyết tâm là nó không nổ. Ô này, ui, lại đi mua, mình cứ hay bị vội nhỉ, tính mình cứ hay bị vội quá các bạn. Ôi, mua thêm, quay lại còn thiếu
100 điểm nữa là hoán đổi được rồi anh em. À, ngày mai hắn còn, sự kiện hắn còn ngày mai mà. Đổi thêm một phút cho này đi anh em. Ok, vậy là đủ rồi nhá. Đủ rồi, hôm nay cho Moria lên luôn. Hợp này, hai thuyền viên mới nữa này. Rồi. Ok, vậy thì đủ rồi. Chúng ta cứ thế mà tới thôi. Đầu tiên là để cháu này trước anh em, hy sinh cháu ACE như mình đã nói anh em, hy sinh một phút luôn. Lên, không ra dòng anh em, hy sinh cho Moria luôn. Rồi, giờ thì đẩy quên, hy sinh cho ACE anh em, giờ thì đẩy lên nào. Đấy. Giờ thì cho cháu Moria lên anh em. Hôm nay cho Moria lên nhá. Còn bây giờ lên chắc phải lên được 700 các bạn. Thức tỉnh. Rồi, ngon lành các bạn. 700k lực chiến thật này, 240k đam anh em. Ui, 241k đam. Upat là Upat giờ là xem hết bao nhiêu nào. Ui, 15 triệu anh em. Không nên được. Hôm qua mình mới úp cái này cho chó lên pool này là cũng được của nó anh em. Cái thứ hai này là xem nào. Haki tăng hiệu ứng hồi máu nhận được thêm 15%, cái này không lên này. Cái này thôi thôi bỏ đi. Giảm 15 sát thương độc đốt độc cháy máu hoặc chảy máu, giảm 15 sát thương, cái này không được. Xem nó còn đây kia là gì. Ồ, được cái được anh em. Tăng công à. Con này đang mang đồ này. Giờ có hai bộ thôi anh em, một cháu này với một cháu này đang mang bộ chỉ huy. Thôi tháng tuần sau anh em, đợt tuần tới mình tích kim cương lên bộ chỉ huy cho cháu này sau. Ok, hôm nay Moria lên được 2 sao nhá. Thế nào, này chắc lên được 3 triệu rưỡi chưa? Xem nào, vào trong chiến trường phát anh em. Vào trong chiến trường phát nào. Đây, ạc tiểu tự. Ủa? Ủa, chưa đổi tên à? Mình à, cái mình sang tên đổi chủ rồi anh em, nhưng mà bạn các chưa đổi tên anh em. Bác chưa đổi tên cho cháu này lên đầu này. Cháu này ra đây này. Đây, rồi. Giờ là xem ăn lại được ạc cũ của mình chưa. Hôm bữa hắn còn cái kiểu lúc ăn được lúc không anh em, hôm nay chắc ăn được luôn rồi. Hôm nay Moria lên nữa rồi mà còn không ăn được nữa thì có mà xong đời ạ. Hôm nay Moria lên nữa rồi mà còn không ăn được nữa thì thôi đấy. Không ổn chút nào. Đấy, hồi ôi. Nó lên cái nó khác bọt hẳn ngay anh em. Moria lên cái nó khác bọt hẳn ngay các bạn. Đỉnh của đỉnh ạ, lại đỉnh của đỉnh. Đấy, lại ngon lành anh em. Bây giờ trăm trận trăm thắng rồi. Đỉnh auto thắng luôn. Trời ơi, auto thắng các bạn. Auto thắng chắc luôn. Ui, ngon. Ngon lành anh em, thắng rồi. Giờ phải no nữa. Ok, tặng code các bạn này. Đây, tặng code cho anh em nào đang xem video nhá. Hôm nay thì có 5 code thôi, anh em nhanh tay thì nhận được ạ. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, 5 code đây. Đó, bác nào nhanh tay nhận được nhá. Đây, trong đây có cái này là mừng đại chiến này các bạn này. Còn này là mừng đại chiến này. Đó, mừng đại chiến nha các bạn nhá. Đấy, còn dùng được đấy nha các bạn nhá, không dĩ nhiều anh em cứ kêu ạ. Đây, quả này thì nhìn này, nhìn nhà giáo đó. Đây, ui, hai quả mừng đại chiến luôn các bạn này. Đấy, hôm nay tặng anh em hai quả mừng đại chiến luôn nhá. Đấy, hai quả mừng đại chiến luôn. Đấy, hai quả nhà giáo, một quả hải tặc. Đấy, hai mừng đại chiến, một nhà giáo, hai hải tặc, quá ngon rồi anh em. Đấy, hai cái mừng đại chiến cho bạn nào nhanh tay. Ok, pull được con nào lên phát nghe nó cũng phấn khởi hẳn các bạn. Giờ thì còn lại úp cho Jinbe nào. Lúc cho Jinbe lên rồi anh em, Jinbe lên để cho nó đi hỗ trợ tem. Đấy. Đấy, 360k anh em. Có trang bị mới không? Thôi, hay cái này vẫn là ngon hơn này. Cái này vẫn ngon hơn các bạn. Nâng đá cho cháu nó anh em. Giờ nâng đá cho cháu Jinbe là hợp lý này. Nâng này. Con này á, con này sao lại công nhỉ? Tin nó là gì? À, bằng công à, hồi máu bằng công à. Ờ, hợp lý thế thì cũng công là đúng rồi. Giờ thì đi chiến bot coi anh em. Giờ đánh bot rồi xem nào, nhiệm vụ pull hết chưa? Chiến trường như pull hết rồi. Ok, thằng này có như hết nhiệm vụ rồi nha các bạn nhá. Đây, giờ thì cho cháu Jinbe lên nào. Bỏ bỏ cho ai đi, đây, cho Jinbe lên. Jinbe lên thì nó phải đứng ở tầm vị trí số 2 này này. Đó. Như này là hợp lý nhất anh em. Thử ra trận con nào. Cũng 3 triệu rưỡi điểm lực chiến rồi anh em, đùa đâu. Có Jinbe rồi mới cầm ấy hai con hồi búp máu xem nó đánh có ổn hơn không anh em. Ui. Cay nhờ, boss này đánh cay thật sự ạ. À.
Đấy, có Jinbe đi theo giờ hỗ trợ bot ngon lành rồi anh em. Đấy, giờ có Jinbe vào nó hỗ trợ bot ngon lành. Dù biết rằng ACE thì đánh bot vẫn là điểm nó vẫn lợi hơn anh em, nhưng mà dù sao giờ thôi cứ để lên Jinbe trước anh em, lâu không lên kịp rồi, giờ lấy con Jinbe thì cứ để Jinbe lên đã. Úi dồi ôi, bay màu. Hôm bữa là mình đánh được 50 triệu con này đúng không các bạn? Hôm bữa tem mình đánh được 50 triệu, hôm nay sẽ đánh lên bao nhiêu nè? Ui, sốc ram đau nhờ. Nên cứ khóa mồm Zinbe mình đây này thôi chứ. 72 triệu đam anh em, thôi cũng được. Nên mày đánh có vẻ êm ấm hơn hôm bữa. Giảm được giờ thử ủy thác 10 phát xem là giảm được mấy phần trăm nào. Giảm được mấy phần trăm? Ui, cũng được của nó đấy anh em. Hay giờ ăn luôn cháu này đi nhờ. Ăn được luôn không ta? Giờ mình có 3k4 kim cương mà bây giờ mỗi lần là 50, vậy là vị trí là 1k là được 500 lần 10, 1k được 20 cái à. Vậy đây mình có gần 70 lần đánh anh em, mà trong khi 10 lần đánh thôi đâu không được các bạn, chưa chưa ăn được, chưa ăn ngay được. Chưa ăn ngay được. Ok. Ok, mình vừa phát hiện ra một điểm nữa các bạn, một điểm nữa khá là ngon, đó là bây giờ cháu Zinbe mình đang mang một bộ, đó là bộ thương lái đúng không? Thương lái. Ok. Giờ mình sẽ gỡ bộ thương lái của cháu nó xuống. Được chưa? Gỡ trang bị, gỡ trang bị, gỡ xuống, gỡ bộ trang bị này xuống anh em. Rồi. Lại tốn kim cương tí các bạn. Thôi tốn tí cũng được anh em, tốn tí còn hơn. 2k kim cương. Được của nó anh em, cơ bản là được của nó thôi. Giờ thì vào phòng luyện đồ. Đây. Một bộ soi xám này. Một cái nón áo một cái. Đấy, hôm nay lên trang bị chống thọt luôn anh em. Đấy. Cuối cùng là quả dày này. Rồi ok. Rồi tướng Jinbe trang bị nhanh rồi ngon lành các bạn. Ui, 390k rồi. Ui, thế mà nếu bây giờ mà cho nó mang bộ của cháu Mangalan này vào thì chắc nó phải lên nữa anh em. Ui, được của nó đấy nhờ, nói chung là được của nó đấy anh em. Bây giờ cố gắng đẩy Jinbe lên nữa là ngon lành rồi, nhưng sao lại công công nó không được. Hôm nay khá là ngon, lại được Moria lên, để được ấy lên nữa. Giờ vào trong làm vài ván giao lưu với các bạn đi. Cái này toàn anh em trong server thôi anh em. Không chả đánh được ai. À đây có bác này, 2 triệu này. Đây là anh em trong server này. Mấy bạn trong server là không được đánh. À, trong trong G, trong chiến hàm mà không đánh anh em. Đó là cơ bản này vậy cơ. Buồn vậy. Hôm nay chiều nay ăn lại được à, cú của mình là được rồi các bạn. Nực chiến này lại nên ngon lành rồi. Mình được 3 triệu rưỡi ngon lành rồi. Trời ơi, win phát 1 ạ. Trời ơi. Không, chắc bỏ Sen Goku ra các bạn, bỏ Sen ra, bỏ Sen ra, bỏ cháu ấy vào hợp lý hơn. Để Sen ra xong bỏ cháu Jinbe vào này. Ừ, bây giờ nhá. Đây có Lão Hạc à. Cái này là giao lưu nhá bác. Mà thôi khỏi giao lưu nữa mà công ty anh em lại nói. Toàn anh em server không à. Từng mấy bác được chuyển an, đúng rồi, ra ngoài test, đúng rồi, ra ngoài test, ra ngoài. Ở mình có bạn bè mà mình quên mất anh em. Test bạn bè được. Ôi tội gì. Ô, bạn bè có nhiều bác nã nhờ. 2 triệu. 2 triệu triệu 9. 2 triệu 4. 2 triệu 6. 1 triệu. Rồi anh em náo hạc đi rồi, náo hạc đi rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ sen ra, bỏ cho Jinbe và anh em. Rồi mình sẽ để tem này mình thấy hợp lý hơn này, 3 triệu 6 à. Ô. Ô, đẹp nha. Rồi từ 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 từ, vậy bây giờ từ từ. Bây giờ tướng này. Tạm thời sen sen chớ gỡ trang bị ra. Mà quên gỡ gỡ trang bị ra. Cho Jinbe mượn mặc phát. Đấy, cho Jinbe mượn mặc phát các bạn. Ui, đến 410 41k. Bạn bè nào? Đâu rồi, đâu rồi, náo hàng đâu rồi.
giao lưu thôi anh em, chủ đề giao lưu nhá, chứ không đề cao quá, tí nhiều bạn lại kêu. Cậu vàng, ôi server toàn cậu vàng nó hạc các kiểu nhỉ. Ô, rồi, trên à. Mình vừa thấy nó hạc đâu em mà. 2 triệu 6. Đây anh em. Rồi, đấy, 3.651k anh em, đấy, pool pool nhá. Giờ pool là 3.651k. Vậy lên hơn 100k là chiến hơn ngon lành rồi. Lau, mình thấy lau bút máu thì vẫn ngon hơn nhá. Đây dành cho nhiều bạn hay hỏi mình là anh ơi lau với cả ấy thì con nào bút máu ngon hơn thì nói chuyện mình trả lời luôn. Ui, chịu không nổi nhiệt anh em. Vậy đánh không chịu nổi, chịu không nổi nhiệt các bạn. Đấy, dập máu lên, xong. Ngon lành. Ngon lành anh em, win luôn ạ. Các bạn thấy sao về tem đội của mình? Ok, thì hôm nay cũng tặng qua cốt, thông báo cốt mới và tặng qua đe cho anh em vậy thôi. Còn video hôm nay chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi anh em. Hẹn gặp mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo.